Hello cả nhà mình ơi, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Gia đình Việt 8X. Cũng khá là lâu rồi mình mới quay trở lại quay những cái video trên đường phố cho cả nhà mình cùng xem. Hôm nay mình có công việc đi Vũng Tàu công tác vào buổi sáng ngày thứ hai cả nhà nha. Tầm này là 7:24 thì mình đang trên con đường dẫn đến đường cao tốc Sài Gòn Long Thành. Thì cũng quay với cả nhà đi xem buổi sáng thứ hai thì con đường này nó đông như thế nào nha cả nhà. Rồi em đổi hướng camera xem đây cả nhà. Đây là cái nút giao bên tay phải là rẽ về hướng khu của Novaland, khu Lakeview nè cả nhà. Đó. Thì mình nãy em đang đi từ cái hướng đường Mai Chí Thọ ra đây thì rất là đông xe luôn. Đó, đây là hướng cầu rẽ về cầu Đỗ Sinh Hợp đây cả nhà. Để em chỉnh camera cho nó thẳng một xíu nha nhà nha. Lâu quá mới không mới quay lại thì nó hơi bị lòng cong một xíu xíu. Rồi khu vực này là khu vực quận 9 cũ, bây giờ là thành phố Thủ Đức. Thì nãy là cái hướng mà từ ngoài khi đi vào trong thành phố nút giao Mai Chí Thọ thì đường rất là đông và kẹt xe dữ lắm. Còn cái hướng này là em đang đi lên hướng đi về Long Thành đây cả nhà. Thì mật độ xe cũng khá là đông nha. Dầu Dây Long Thành thì đoạn đường này tốc độ là 80 km cả nhà. Mình cũng chưa có vào đường cao tốc đâu. Qua cái đoạn rẽ này thì mới bắt đầu vào đường cao tốc đây. Rất là lâu rồi mới quay lại những cái video chia sẻ với cả nhà của mình những cái cung đường. Thì hy vọng là mùa hè sắp tới thì có thời gian thì em sẽ đi mà chia sẻ với cả nhà những cái cung đường hay hay những cái nơi thú vị để tham quan. Rồi bắt đầu chúng ta đi vào đường cao tốc Sài Gòn Long Thành này cả nhà. Thì tốc độ tối đa là 120 km/h. Thì quay cho cả nhà xem buổi sáng thứ hai thì đường xá có đông không nha. Thường là đường cao tốc này chắc chắn là một vài ngày nữa thôi, khi tới dịp lễ 30/4, 1/5 thì tuyến cung đường này sẽ rất là đông vì mọi người bắt đầu đổ xô đi du lịch các tỉnh và đi Vũng Tàu này. Này thì mọi người cũng quay đã rất là nhiều cái video thì hôm nay đã lâu lắm rồi em sẽ quay lại để cho mọi người cùng xem vào buổi sáng thứ hai thì sẽ tuyến đường này như thế nào, như chất lượng đường xá. Thì cái đường cao tốc này tuyến đường có thu phí từ Sài Gòn đi đến Long Thành là 40.000 cả nhà. Do vậy là mặt đường cũng được bảo dưỡng duy tu khá là tốt. Rất là
giao thông cũng như là cái không khí nó khá là ngột ngạt. Khi bước ra xa thì mình được hưởng được không khí trong lành, giúp cho cái tinh thần mình nó thoải mái hơn, cũng như là sức khỏe có thể được cải thiện hơn nhiều bằng cách tập thể dục xung quanh những cái đường ven kênh ven sông. Thì mình chuẩn bị, đây là chuẩn bị tới cái đầu tiên là cái dưới chân cầu Long Thành đây cả nhà. Thì thường là các kẹt xe ngay cái trạm thu phí Long Phước này nè, nó hay bị kẹt xe lắm do cái lượng phương tiện nó quá lớn này. Và cùng một thời điểm thì có người thu phí không dừng, có người thu phí dừng, thì do vậy nó làm cho cái sự kẹt xe nó hay xảy ra vào cái giờ cao điểm. Thì sáng thứ hai này em sẽ quay về cái nhà xem coi như thế nào ha. Tầm này 7:30, nếu mà những người nào mà làm ở Long Thành này thì từ Sài Gòn cũng có thể đi xuống Long Thành trong khoảng 1 giờ, thì rất là phù hợp. Một số chuyên gia người ta làm ở mấy cái khu công nghiệp ở Long Thành thì nhiều lắm. Sẽ phải giảm xuống từ từ, từ 120 xuống 100 rồi 80 60, thì từ đầu đường là 120, nhưng mà bây giờ lúc trước thì còn có khả năng đi được 120, nhưng bây giờ thì khó lắm cả nhà, đường nó xe nó đông ấy, khó mà đi được tốc độ cao, giữ được khoảng cách an toàn, tại vì đường cao tốc mà mình cũng nên giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chẳng may có một cái tình huống gì cần phải xử lý gấp thì mình còn có đủ khoảng cách thì mình phản ứng cũng như là mình thắng được kịp. Đây buổi sáng thứ hai cả nhà, đây là trạm Long Phước. Rồi để quay nữa, mà quay qua cái cầu Đồng Nai được rồi, clip ngắn thôi cả nhà mình xem một chút xíu về cái đoạn đường cao tốc ở Long Thành Dầu Giây. Thì đây mình đi tới Sài Gòn Long Thành thôi chứ không đi tới Dầu Giây cả nhà. Đó cả nhà nhìn thấy những cái trạm thu phí này, có trạm thu phí tự động, có trạm thu phí trả phí, em thì vẫn còn là thu phí trả phí cả nhà. Đó, những cái dòng xe dài em nhặt luôn. Mà kể cả thu phí tự động bây giờ hôm như hôm qua cũng bị lỗi gì rồi. Em nói đeo khẩu trang vào để đi qua trạm thu phí mình nhận phiếu, nghe giọng nó hơi nhỏ thì mong cả nhà mình thông cảm một chút xíu nha. Để em quay cho cả nhà xem hết cái đoạn này luôn. Nhờ trạm này là mình chỉ nhận cái phiếu thôi, mình sẽ trả tiền ở cái lối ra, nhận phiếu nhựa ở lối vào và trả tiền ở lối ra. Hết phiếu nhựa luôn cả nhà ơi, đưa phiếu giấy luôn rồi, hết phiếu nhựa luôn, đưa phiếu giấy, phiếu nhựa có hạn luôn, tức là sáng là mật độ nó đông xe quá, bình thường là người ta đưa mình cái phiếu từ á, bây giờ là hết luôn rồi, phải dùng phiếu giấy. Đây là cầu Long Thành cả nhà, hướng đi ra Long Thành. Thì qua cầu Long Thành này thì nếu mà có những hôm mà hai chiếc xe container giống như tay phải mình đó, hai chiếc cái dàn hàng ngang nó chạy coi như là nguyên một đoàn ở phía sau à, kẹt dài đằng đẵng luôn. Thì vì cái cầu này cũng khá là cao mà xe container thì họ đi đi chậm thôi,
bây giờ là container với xe tải, người ta biết ý, người ta đi dạt qua bên phải hết để cho những cái xe đi nhanh hơn, có thể đi bên trái. Quay lúc Tết rồi thì đi cũng ok, nhanh hơn đường thường, tốc độ tối đa là có 80 km/h thôi cả nhà. Video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà thân yêu của mình.